Trong khuôn khổ Hội nghị An ninh Munich 2023, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc trao đổi về các vấn đề liên quan đến căng thẳng Mỹ-Trung. Theo đó, ông Blinken đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đến Bắc Kinh sau các vụ vi phạm không phận Mỹ. Đề cập đến vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị quân đội Mỹ bắn hạ khi xâm phạm không phận, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington chưa nhận được lời xin lỗi nào từ phía Bắc Kinh. Ông Blinken sau đó cũng đã đăng tải một thông điệp trên mạng xã hội. Tôi lên án mạnh mẽ việc khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vi phạm không phận Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều đó không được phép tái diễn nữa. Bên cạnh đó, Mỹ muốn cảnh báo Trung Quốc không cung cấp hay hỗ trợ vật chất cho Nga, đồng thời nên giữ liên lạc cởi mở. Washington cho rằng các phản ứng của Mỹ về các vụ vi phạm không phận hoàn toàn là phù hợp. Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định lập trường của chính quyền Tổng thống Joe Biden là không hướng đến xung đột với Bắc Kinh. Theo đó, nước này sẽ tăng cường các hoạt động giám sát an ninh chặt chẽ hơn trong thời gian tới.